siết lại không newton. Sau đó các bạn vặn theo chiều kim kim lục. Ví dụ như tôi cần được siết là 54 newton, bạn cứ vặn lên. Vặn lên sao cho cái vạch số 0 này là trùng với vạch 50 phía bên tay phía phải này. Đây, vặn lên. Sao cho cái vạch số 0 này trùng với 50. Các bạn nhớ xả lóc ra thì cái vặn nó sẽ dễ hơn nha. Đó. Thì đây là 50 newton. Thì nếu mà các bạn nào muốn 54 newton thì các bạn vặn tiếp theo. Đây, vặn vạch số 4 là 54 newton. Nếu mà muốn 55 newton thì bạn tiếp tục theo cái thang đặt tiếp theo. Sau đó các bạn khóa lóc lại. Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu với bạn về cần siết lực sử dụng trong các lĩnh vực lắp ráp, chế tạo máy, thi công xây dựng, sửa chữa ô tô, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp dầu khí cũng như bảo dưỡng sửa chữa thiết bị máy móc trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí. Yêu cầu về độ chính xác của lực siết ốc, bu lông là rất cao. Lực siết là yếu tố quyết định tất yếu tới chất lượng và hiệu quả của công việc. Nếu xác định lực không chuẩn, lực chưa đủ sẽ dẫn tới hiện tượng các con ốc, bu lông bị lỏng, là nguyên nhân khiến các điểm kết nối, gắn kết, kết cấu máy bị giảm chất lượng đi rất nhiều. Đặc biệt là trong ngành xây dựng, thi công, kết cấu thép, lắp ráp phương tiện giao thông, cầu đường, thì yếu tố lực siết lại càng yêu cầu độ chính xác cao. Vì thế mà cần phải sử dụng tới các dụng cụ kiểm tra lực siết. Đối với những cờ lê thông thường trong quá trình làm việc, nới lỏng hay vặn bu lông, thường chúng ta sẽ siết cho tới khi chặt tay, không siết được nữa thì thôi để đảm bảo sự chắc chắn. Tuy nhiên, đây chính là nguyên nhân gây mòn các bu lông và đai ốc, đồng thời cũng khiến cho chúng ta bị mất sức nhiều. Còn riêng với các loại cờ lê cân lực, thì với mỗi bu lông đai ốc đã có một khoảng lực định sẵn do nhà sản xuất quy định. Vì thế mà chúng ta chỉ cần cài đặt, điều chỉnh lực siết, sau đó vặn thoải mái cho tới khi cờ lê phát ra tiếng kêu kích đấy, nó trượt và nó sẽ trượt đi trượt lại. Mà khi mà các bạn vặn thì nó đã đủ lực rồi thì cờ lê nó sẽ trượt và không vặn thêm được nữa. Một vài lưu ý khi sử dụng tay vặn chỉnh lực giúp đảm bảo độ chính xác khi mà các bạn sử dụng. Muốn duy trì độ chính xác thì dụng cụ kiểm tra lực phải được kiểm tra định kỳ để phát hiện ra những bộ phận có dấu hiệu bị lỗi, hao mòn, lỏng hoặc không ổn định. Phần tay cầm của cờ lê cần được đảm bảo chắc chắn. Nếu bị lỏng có thể là do ăn mòn hoặc thiếu chất bôi trơn, cần phải điều chỉnh lại, thay thế khi cần thiết. Vì trong cái điều kiện môi trường làm việc thì ngoài công trường nó sẽ nhanh bị hỏng hóc. Cần phải bảo vệ. Cần siết lực khỏi bụi bẩn, hóa chất và các mối nguy hiểm khác khi tạm ngưng sử dụng bằng cách lưu trữ khác nhau. Giữ ở trong môi trường khô ráo, sạch sẽ. Vệ sinh cần chỉnh lực ở bên ngoài bằng miếng vải khô. Không nên sử dụng thêm những dung dịch hay chất lỏng hay dung môi hóa học thì có thể làm ăn mòn hoặc là gây hư hại đối với các thiết bị bên trong. Trong trường hợp cần thiết phải tháo rời các bộ phận cờ lê lực thì phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, nhờ những người có kinh nghiệm. Bởi vì khi mình sửa như vậy thì nó sẽ có thể làm thay đổi cái lực khi mình siết vì sự sai số đó. Sau khi sử dụng cơ chế đo lực của cờ lê, các bạn cần nên điều chỉnh quay trở lại giá trị tối thiểu. Giúp cái phương pháp này sẽ giúp cho bảo vệ lò xo hiệu chuẩn của cờ lê. Khi mà các bạn đã xoay lực đến một cái vị trí cần siết với các con ốc khác nhau thì các bạn khi sử dụng xong các bạn phải xoay trở về vị trí ban đầu để giúp bảo vệ lò xo. Mỗi bu lông, ốc vít đều có một lực vặn tiêu chuẩn. Giá trị này được quy định theo tiêu chuẩn chung của quốc tế. Để xác định được lực siết bu lông nhanh và chính xác nhất, chúng ta dựa vào bảng tính lực siết bu lông thông qua hai yếu tố quan trọng, đó là đường kính bu lông, hay chính là đường kính ngoài của gen, và cấp độ bền của bu lông. Cấp độ bền của bu lông được nhà sản xuất in trên đỉnh mặt bu lông. Ở Việt Nam thì thông thường bu lông hoạt động ở cấp độ bền 8.8. Sau đây thì mình chia sẻ các bạn cách xác định được cỡ bu lông. Trong hình ảnh thì trong bảng kiểm tra lực siết bu lông, các bạn có thể thấy cột đầu tiên chính là cột thể hiện thông số đường kính của bu lông, kia ở D.
Cột thứ hai là S, thể hiện size bu lông hay kích thước eq vặn vào bu lông. Thì hai thông số này hoàn toàn khác nhau, nhưng có những khách hàng thì gọi theo cỡ đường kính, khách hàng thì gọi theo cỡ của eq. Tuy nhiên thì chúng có mối liên hệ với nhau bằng công thức S bằng 1,5 lần D. Khi mình đi mua thì cần hết sức lưu ý khi mua cờ lê lực. Các bạn phải cung cấp chính xác cỡ bu lông để hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thông số này. Không ít người thì nghĩ rằng bu lông M16 thì có nghĩa là kích thước 16 mm, dẫn tới khi người bán họ tư vấn sẽ cung cấp nhầm dụng cụ. Và bu lông M16 sẽ đi với EQ size 24, 16 x 1,5 bằng 24. Bu lông M24 thì sẽ đi với EQ size 36. Lưu ý là một số trường hợp khi mình nhân ra nó không chẵn, ví dụ cỡ M5 chẳng hạn, nhân với 1,5 thì ra 7,5 mm, thì ta sẽ được làm tròn là 8 mm. Đó là nằm trong dung size cho phép. Cột thứ ba là với các thông số từ 4,8, 8,8 đến 12,9, đây chính là cấp độ bền của bu lông. Thông số này được in trên đỉnh mặt của bu lông. Xác định được siết thì cuối cùng khi đã xác định được D và S, ta đóng gióng sang phải kết hợp với cột thông số cấp độ bền của bu lông, gióng từ trên xuống như hình vẽ thì sẽ tìm ra được ô giao nhau, đây chính là lực siết bu lông cần tìm. Ví dụ như ở hình vẽ trên thì lực siết bu lông tiêu chuẩn của bu lông M24 đại ốc 36 mm, cấp độ bền 8.8 đó là 691 N. Đấy, thì mình sẽ xoay làm sao đạt đến cái 691 N, và mình mua cái cờ lê lực ấy, khi mình siết thì mình mua hoặc là mình lấy ở trong kho thì cái cờ lê lực nó sẽ có trong các khoảng lực khác nhau, và mình phải chọn cái cờ lê mà có cái ren, cái khoảng lực mà cái lực của mình cần siết nằm trong cái khoảng đó. Ở đây có một lưu ý đối với cấp bu lông lục giác chìm. Cột thứ ba từ trái sang chính là thông số size bu lông tương ứng. Thông số này không thể sử dụng công thức D nhân 1,5 được, mà các bạn cần phải tra theo bảng ở trên và gióng tương tự. Đấy, khi mà các bạn đã xác định được siết bu lông với các con ốc mà các bạn định siết thì các bạn sẽ phải tìm được cờ lê tiêu chuẩn, cờ lê lực có cái khoảng lực phù hợp. Đây, sau khi mình mở ra thì ở trong phía trong của cái cần siết đó thì có một cái cây siết lực, có một cái bảng hướng dẫn và một cái bảng tiêu chuẩn của nhà máy, là họ đã test được cái lực, test chính xác lực trên cái bảng tiêu chuẩn này. Đây, đây là bảng đảm bảo yêu bảng đảm bảo siết lực của nhà máy. Với cái mã là hàng cần siết lực 20 đến 110 N. Đây là bản test của nhà máy. Sau đó là tới cái sách hướng dẫn sử dụng. Thì để xài được cái cần siết lực này á, thì bắt buộc các bạn phải nắm được cái tiêu chuẩn lực siết của con lông, là ví dụ như là M lực siết của con lông M12 đi, mình cho ví dụ đó, thì nó sẽ lực rơi vào lực siết khoảng 54 N. Thì mình sẽ có một cái bảng lực siết ở phía dưới này, mình sẽ chiếu cái bảng lực siết này lên à, các bạn xem thử. Đây, ví dụ như là lực siết cái của con bu lông M12 mà theo tiêu chuẩn ốc là 5.8 hay là 6.8 hay là 8.8, thì các bạn đã thấy có cái lực siết đó là bao nhiêu, lực siết nó sẽ rơi vào được. Ví dụ như mình cho là con bu lông M12 với cái tiêu chuẩn ốc là 5.8 thì cái lực siết sẽ rơi vào 54 N. Và bây giờ mình hướng dẫn bạn xài cái trên cái cần với lực siết 54 N của con bu lông M12, thì bắt đầu các bạn xài sao ha. Thì đầu tiên các bạn vặn cái núm này đây. Cái núm này đó thì nó có tác dụng là mở lock với lại khóa lock cho cái cần siết lực, đảm bảo cái cần này không bị nhảy lực, thứ hai là không bị hư là so của lực siết. Sau đó các bạn đưa cái vị trí của cái thanh răng này mình vặn về không, giờ mình vặn cái thanh răng này về không. Các bạn về phía mình sau khi mở khóa này rồi ha, các bạn vặn cái cần này về
về vị trí hết. Nếu mà bạn bạn tụt luôn á thì đang tụt luôn mà về thì không 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 được siết là không yêu tên. Sau đó các bạn vặn theo chiều kim kim đồng hồ. Đây, ví dụ như tôi cần được siết là 54 Newton thì các bạn cứ vặn lên. Vặn lên sao cho cái vạch số 0 này là trùng với vạch 50 50 phía bên tay phía phải này. Đây, vặn lên. Sao cho cái vạch số 0 này trùng với 50. Các bạn nhớ xả lóc ra thì cái dạng nó sẽ dễ hơn nha. Đây, vạch số 0 này về tới 50. Đó. Thì đây là 50 Newton. Thì nếu mà các bạn nào muốn 54 Newton thì các bạn vặn tiếp theo. Đây, vặn vạch số 4 là 54 Newton. Nếu mà muốn 55 Newton thì bạn tiếp tục theo 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 cái thang gạch tiếp theo. Sau đó các bạn khóa lóc lại. Đây, khóa lóc lại. Sau khi các bạn khóa cái lóc lại ở lực siết 54 Newton thì các bạn chỉnh cái đầu này để bạn vô hay là bạn ra, thì thường thường là bạn bạn vô mà thì mình bạn vô thì sau khi mình đang bạn bạn thì nó nổ hay là nổ cái bụp hay là nó tụt tụt một xíu hay là nổ thì nó đã đúng lực và bắt đầu các bạn siết cộng lông tiếp theo.